Rồi xin chào anh em nhé, hôm nay em thanh lý nha anh em Đây là con uh, Makita nội địa nhật GA404D Con này thì vòng tua là của nó là 8 ngàn rưỡi hàng nội địa nhật Máy êm Ok cho anh em sử dụng nhé Thì uh, con này bình thường là giá khoảng 2 triệu 2, 2 Hôm nay em thanh lý 1 triệu chín nhé Thanh lý cho anh em luôn 1 triệu chín. Anh em nào quan tâm thì liên hệ nhé Máy mài Máy chạy bình thường full nhé anh em nào muốn mua pin sạc thì có thể mua thêm pin sạc còn thân máy này là thân máy khoan ba chức năng hiện tại là mã là DHB453 hàng mới à, bình thường là giá 1 ,4 triệu tư hồi xưa còn bây giờ có các chương trình khuyến mãi cho nên hiện tại là 950 nay em thanh lý còn 800 cho anh em một cái body Rồi, máy mình vẫn viết riêng nhanh nha anh em. Ringgit máy vành vít 3 Chỉnh 3 cấp độ 3 speed này kèm con này thì lực cũng khá là khủng khoảng 260 Newton thì đối với con này thì bình thường giá của nó thị trường khoảng 2 triệu 3 thì hôm nay thanh lý cho anh em còn 1 triệu 900 ngàn nhé con này bù lông thì hiện tại giá thị trường là khoảng 3 triệu 7 3 triệu 8 bù lông mini shock Bắc thì hôm nay thanh lý cho anh em còn 3 triệu nhé thân máy con này là cũng dòng đời mới hơn con này đây là con này thì con này cũng thanh lý đồng giá cho anh em luôn 1 triệu 900 ngàn rồi sạc đây là sạc uh, của Milky sạc Mỹ giá để cho anh em chỉ có 300 ngàn một cái 12 vô rồi tiếp theo là đây là bộ bộ uh, khoan Khoan ringgit và vít ringgit sẽ có pin 2A và 4A cho anh em sẵn luôn. 2A và 4A có sẵn cho anh em nhé. Anh em quan tâm thì có thể tham khảo. Còn đây là con bu lông của uh, uh, Milky. Con này thì hiện tại là giá thị trường là 5, ,5 triệu rưỡi. Và hôm nay uh, thanh lý cho anh em thân máy chỉ có 3 triệu thôi. Anh em nào quan tâm con này mua thêm pin đóng khoảng 700 ngàn nữa là 3 triệu 7. Nên anh em sẽ có một bộ để sửa xe máy mà lực khủng nha. Lực con này là 813 Newton. Rồi, đây là body 12V của Dewatt Body 12V của Dewatt thì hiện tại là 2 triệu 300 ngàn một cái body Nhưng mà hôm nay em thanh lý cho anh em là một cái body kèm một pin Zin 2A Bảo hành chính hãng, giá chỉ có 2 triệu thôi Anh em nào mua thân máy và pin thì có, có, thể tham khảo nhé Rồi, đây là pin 3A của Makita Hàng chính hãng Thì 900 ngàn một cục còn pin 1.5 này thì thanh lý cho anh em 400 ngàn Tại vì cục này thì cũng lâu rồi Thanh lý cho anh em 400 ngàn Rồi bộ Panasonic nhé Điển 220 đối với sạc Panasonic kèm pin 5A bộ này thì độ bền rất là cao dành cho anh em nào mà chuyên bắt vít nó cũng có thể khoan tường dành cho anh em sử dụng mũi Unica khoan tường ok nhé bộ này thì bình thường là giá khoảng 4 triệu 800 ngàn Hôm nay thanh lý cho anh em một máy kèm một pin 5A luôn cho anh em Kèm một sạc à, Máy thì rất là bền, pin cũng rất là bền đối với dòng Panasonic này Đó, Thì thanh lý cho anh em giá chỉ còn lại 4 triệu nhé Một máy một pin 4A à, 5A một sạc giá chỉ còn lại 4 triệu Anh em quan tâm có thể tham khảo nhé nếu mà anh em mua bộ này nếu mà có nhu cầu mua thêm loa bluetooth thì sẽ có loa và bluetooth cho anh em này và có cả đèn pin cho anh em này đối với anh em nào có à, đèn 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 chiếu sáng cho anh em Đó, thì anh em quan tâm thì liên hệ thì liên hệ em đối với hai dòng này loa thì để cho anh em thanh lý cho anh em chỉ còn lại một triệu tư à, đèn thì lên thanh lý cho anh em cũng chỉ còn lại một triệu tư thôi thì anh em quan tâm thì có thể tham khảo rồi đây là hộp fitbot hộp fitbot này thì bình thường giá của nó là hai triệu rưỡi à hai trăm rưỡi nhầm nhầm hai trăm rưỡi thì hôm nay thanh lý cho anh em một hộp này chỉ còn lại 160 trăm sáu nhé còn lại một lô này thanh lý cho anh em hết 160 trăm sáu một hộp rồi đây là vít Metabo. Uh, Metabo này dòng uh, giống hi, hi. với lại Hitachi của Nhật thì uh, th một máy kèm một pin uh, 1.5 như bộ này, một máy này kèm một pin 1.5 này, kèm một sạc này. Đó thì hiện tại uh, bộ bộ như thế này thì giá là 2 triệu 800 000 Hôm nay sale lớn cho anh em giảm cho anh em chỉ còn lại uh, 1 triệu 800 000 rẻ hơn bình thường tới 1 triệu đồng. Đối với anh em mà có nhu cầu nha, rẻ hơn 1 triệu đồng so với giá thị trường một máy kèm một pin 1.5 kèm một sạc giá chỉ còn lại 1 triệu 800 ngàn thôi anh em quan tâm liên hệ rồi còn một lô sạc của Makita này thì dành cho những anh em nào mà muốn lấy về bán nhá giá thì cực tốt cho anh em luôn đối với sạc Makita chính hãng điện 220 này bình thường giá thị trường nó sẽ nằm khoảng 900 đến 1 triệu một cái sạc zin uh, như thế này thì hôm nay em thanh lý cho anh em uh, với giá sĩ nhá thì đối với anh em nào mua lẻ số lượng uh, một cái thì em sẽ thanh lý còn lại 600 ngàn Còn anh em nào mà mua số lượng 10 cái trở lên thì em sẽ giảm giá cà phê để anh em bán lại Đó, Thì anh em quan tâm liên hệ nhé, sạc điện 220 hàng mới DC18SD, điện 220V, chuyên sạc cho pin 14V4 và 18V Rồi đây là lô pin của bot nhé Pin này là sử dụng cho máy bot và pin này là pin bãi À, chưa sử dụng luôn Bình thường giá cục này là 750 ngàn Hôm nay thanh lý cho anh em chỉ còn lại 600 ngàn 600 ngàn thì pin ZIN Nhưng mà nó rẻ giống như anh em đóng một cục pin à... Đóng nhưng mà pin này pin ZIN Chất lượng nó rất là đảm bảo kèm theo là độ bền nó rất là cao Thì dành cho anh em nào mà đang sử dụng BOT Nó sẽ nhận sạc ZIN BOT nha anh em Anh em quan tâm liên hệ Đây là thương hiệu pin thay thế của BOT Pin này là giống như pin chính hãng nha anh em. Chứ không phải là pin đóng dạng như là thợ đóng anh em lưu ý. Thanh lý còn 600 ngàn một cục cho anh em. Rồi, giỏ của giỏ của Makita, giỏ này thì bình thường 300 ngàn một cái. Hôm nay thanh lý cho anh em còn 200 và đặc biệt nó sẽ có dây đeo cho anh em luôn. Giỏ này khá là xịn. Đó, anh em có thể đựng máy này, bình thường đi đâu đó có thể đựng đồ đi vài bộ đồ đó, khoảng 5-7 bộ bỏ vào đây là đi du lịch ok luôn tùy vào nhu cầu của từng anh em rồi thanh lý con DCG 414 DCG 44 này là hàng chính hãng bảo hành cho anh em 3 năm bình thường thì thanh lý con này bình thường con này là khoảng 3 triệu 7 một cây đó, thì hôm nay thanh lý cho anh em giá 3 triệu thôi 3 triệu cho cây B cây này sử dụng pin flash volt nha anh em DCG 414 chỉ sử dụng pin flash vô thành lý còn 3 triệu và còn một cây nữa là cây bu lông 3 phần tư lực siết của nó thì 950 Newton lực mở khoảng 1 000 3 ngàn tư đó thì con này cũng bảo hành chính hãng mã là DCF 897 có một cây duy nhất ở Đắc Đông đây thì em cũng thành lý cho anh em luôn cây này bình thường là anh em mua sẽ khoảng 4 triệu và hôm nay thành lý cho anh em chỉ còn lại là 3 triệu 200 ngàn Một cái thân máy này Rồi còn một lô pin 2A 12V của Dewatt chính hãng Đó, Pin này thì dành cho anh em nào có nhu cầu Thanh lý cho anh em mỗi cục này là hiện tại là thanh lý cho anh em là 300 ngàn Đó, 300 ngàn một cục thanh lý hết cho anh em nhé rồi tiếp theo là sạc Milwaukee chính hãng, bình thường là 800 000 một cái. Hôm nay em thanh lý cho anh em giảm 50% trăm, còn lại 400 000 một cái thôi. À, 400 000 cho một cái sạc này. Thì anh em nào đang cần sạc Milwaukee 12V thì liên hệ nhé, hàng chính hãng 220 Điện điện 220 cho anh em. Rồi đây là lô um, tu vít của Milwaukee, hàng Mỹ nha anh em, hàng Mỹ về thì em còn một lô còn một lô khá là nhiều và một một set mỗi loại một cây của nó thì khoảng 9 cây 9 cây bình thường là khoảng 9 cây này thì bình thường nó giá khoảng 2, 2 triệu một một set 9 cây nhưng mà hôm nay em thanh lý giảm 50 trăm luôn đó 9 cây trong đó có cả vít đóng đầy đủ hết PS2 PS1 cũng như là các vít cách điện và thanh lý cho anh em 9 cây chỉ còn lại 1 triệu nhé 9 cây cho 1 triệu em sẽ phân loại khác nhau cho anh em luôn để anh em lựa chọn cho nó dễ để sử dụng sưu tầm hàng Milky chính hãng của Mỹ nha rồi cuối cùng là thanh lý cho anh em là hai cây cơ kiếm của Ryobi thì bình thường cơ kiếm này là anh em mua khoảng giá 800 ngàn thì hôm nay em thanh lý cho anh em chỉ còn 400 ngàn thôi hai cây là 800 ngàn coi như mua một tặng một dành cho anh em là có nhu cầu nhé còn hai cây 800 ngàn coi như là mua một tặng một còn một cây hút bụi này này là hút bụi của bi hút bụi xe hơi thì dành cho anh em nào mà có nhu cầu mua cây này thì lúc mua là mới nhá do em để lâu quá nó trầy với lại nó chưa sử dụng nhưng mà nó bị bụi thì cây này bình thường anh em sẽ mua khoảng 1 triệu bảy thì hôm nay em thanh lý cho anh em chỉ còn lại một triệu thôi nhá thân máy anh em quan tâm liên hệ rồi cảm ơn anh em đã xem video nhé có nhu cầu mua cái nào thì cứ liên hệ em em sẽ soạn cho anh em một bộ thì anh em có thể soạn ra tầm 9 cây tùy theo nhu cầu rồi cảm ơn anh em rồi tiếp theo là mài Milky nhé mài Milky này hiện tại đang niêm ít là khoảng 4 triệu 8 một cái body hôm nay em thanh lý cho anh em luôn còn 3 triệu cái body nhá 3 triệu cho cái body này có thùng đựng cho anh em luôn bình thường anh em mua với giá khoảng 4 triệu rưỡi thanh lý anh em còn 3 triệu body kèm thùng rồi cây này là cây bê tông còn cây cuối cùng bê tông này khoan bê tông này thì bình thường là giá đang niêm yết của nó là 18V FHX đang niêm yết là khoảng 8 triệu khoảng 8 triệu rưỡi thì phải Đó, 8 triệu rưỡi thân máy hôm nay thanh lý cho anh em là giá 5 triệu 7 có các thùng đựng cho anh em luôn 5 triệu 7 cái thân máy bu lông này thì 3 triệu thân máy anh em cần cái nào thì liên hệ nhé Rồi cảm ơn anh em